Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin hàng tuần của tạp chí Cao Su Việt Nam. Bản tin tuần cuối cùng của tháng 9 năm 2017 có những nội dung đáng chú ý như sau. Thông qua phương án cổ phần hóa công ty mẹ tập đoàn. Tổng kết công tác đầu tư tại Campuchia. Các nước sản xuất cao su lớn quyết định không hạn chế sản xuất. Công đoàn cao su Chư Bả đồng hành cùng công ty vượt qua khó khăn. Ngày 25 tháng 9, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu người lao động bất thường thông qua phương án cổ phần hóa công ty mẹ tập đoàn. Tham dự hội nghị, về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có ông Nguyễn Văn Vũ, vụ quản lý doanh nghiệp, thành viên ban chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Về phía lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, có ông Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy Tổng Giám đốc, ông Võ Sĩ Lực, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam và 635 đại biểu, đại diện cho 54.509 lao động của 20 công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty nông nghiệp và 4 đơn vị sự nghiệp. Sau quá trình triển khai thực hiện kế hoạch cổ phần hóa đã được phê duyệt, đến ngày 31 tháng 8 năm 2017, công ty mẹ tập đoàn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định số 3551 về việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo về quá trình thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ tập đoàn, báo cáo tóm tắt dự thảo phương án cổ phần hóa công ty mẹ tập đoàn, trong đó bao gồm 20 công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty nông nghiệp và 4 đơn vị sự nghiệp. Với các nội dung, thực trạng doanh nghiệp ở thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ và quy mô vốn điều lệ, phương thức bán và giá khởi điểm, đối tượng chào bán cổ phần, phương án sử dụng lao động, phương án sử dụng đất, phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn sau khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Sau cổ phần hóa, tập đoàn có tên giao dịch là Tập đoàn Cao su Việt Nam, công ty cổ phần, vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, mệnh giá 10.000 đồng trên một cổ phần. Về cơ cấu tổ chức quản lý, công ty mẹ có hội đồng quản trị, tổng giám đốc, ban kiểm soát và bộ máy giúp việc. 20 công ty nông nghiệp vẫn là doanh nghiệp do công ty mẹ tập đoàn sở hữu 100% vốn. 4 đơn vị sự nghiệp sẽ hoạt động theo mô hình công ty khoa học công nghệ và công ty xã hội 100% vốn tập đoàn. Dự án đầu tư phát triển cao su tại Campuchia đến nay về cơ bản vườn cây phát triển tốt, đúng quy trình kỹ thuật. Trong thời gian tới, các đơn vị ổn định sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tiếp tục quản lý chặt chẽ xuất đầu tư. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong cả quá trình. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại hội nghị tổng kết công tác đầu tư tại Campuchia diễn ra vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Tính đến năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đầu tư phát triển cao su tại Vương quốc Campuchia được 11 năm. Đến nay, các công ty cao su thành viên đã hoàn thành công tác trồng mới và thời gian tới sẽ tập trung đầu tư chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản và chuẩn bị cho công tác mở miệng cạo, xây dựng nhà máy chế biến. Đồng thời tập trung nguồn lực để bổ sung hoàn thiện pháp lý đầu tư, củng cố hệ thống tài chính, kế toán, thuế theo quy định của nước sở tại. Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của các đơn vị thành viên, xây dựng các cơ chế chính sách về xây dựng thương hiệu cao su tại Campuchia, công tác xuất nhập khẩu, chế biến môi trường phù hợp với thực tiễn và đảm bảo các quy định. Về công tác chế biến, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đầu tư 2 nhà máy chế biến với tổng công suất là 8.000 tấn trên năm, phục vụ nhu cầu chế biến của các đơn vị thành viên và bước đầu thu mua, chế biến từ nguồn mủ của các hộ dân địa phương. Hiện nay, hiện trạng nhà máy chế biến mủ cao su đã xây dựng và tập đoàn thống nhất đầu tư trong năm nay. Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành vào năm 2018, sẽ đưa tổng công suất chế biến của tập đoàn tại Campuchia lên 49.000 tấn trên một năm. Ngoài công tác chăm lo đời sống cho người lao động, trong 5 năm qua, Công đoàn Cao su Bà Rịa đã thăm và hỗ trợ 44 trường hợp công nhân bị bệnh hiểm nghèo, xây dựng 13 căn nhà máy ấm công đoàn. Thông tin trên được đưa ra tại Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, tổ chức trong 2 ngày 21 và 22 tháng 9. Bên cạnh đó,
Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa còn ủng hộ Bảo Lộc miền Trung 264 triệu đồng, đóng góp quỹ tình nghĩa tình thương, quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam gần 534 triệu đồng, hỗ trợ quỹ xã hội địa phương, đơn vị kết nghĩa 376 triệu đồng, hỗ trợ quỹ khuyến học 28 tháng 10 là 200 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Công ty đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ do đại hội đề ra. Đội ngũ công đoàn đã nâng cao về chất lượng, hoạt động có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, vì quyền lợi thiết thực của đoàn viên. Không chỉ thế, công đoàn các cấp công ty còn tích cực tham gia với chuyên môn giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Ngoài thu nhập bình quân cả nhiệm kỳ gần 7 triệu đồng trên một người một tháng, trong 5 năm qua, công đoàn công ty cùng với chuyên môn còn thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động như bồi dưỡng độc hại, ăn giữa ca, khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ mát, đóng đủ kịp thời các loại bảo hiểm y tế, xã hội thất nghiệp. Và tính đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã không còn hộ nghèo. Trải qua 4 vòng thi, chị Châu Ngọc Diệp đến từ Công đoàn Cao su Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh đã giành giải nhất hội thi Cán bộ Nữ công xuất sắc năm 2017 của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai được tổ chức vào ngày 19 tháng 9. Tham gia hội thi có 24 thí sinh là cán bộ nữ công công đoàn đến từ 24 công đoàn cơ sở trực thuộc. Các thí sinh lần lượt trải qua 4 phần thi gồm trắc nghiệm, xử lý tình huống, cắm hoa và cuối cùng là phần thi trình diễn thời trang áo dài. Hội thi là dịp để những cán bộ nữ công thể hiện tài năng của mình, đồng thời cùng nhau học tập, trao đổi kiến thức xã hội, kinh nghiệm trong quá trình lao động sản xuất, trong công tác nữ công. Đồng thời qua hội thi, Công đoàn Tổng Công ty sẽ tuyển chọn những thí sinh xuất sắc nhất tham gia hội thi nữ công cấp ngành do Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức vào tháng 10 năm 2017. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất chung cuộc cho thí sinh Châu Ngọc Diệp đến từ Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh. 3 giải nhì thuộc về các thí sinh Thổ Thị Thanh Thúy, Công đoàn Cơ sở Công ty Địa ốc Cao su, Trần Vũ Thanh Phượng, Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Cao su Đồng Nai, Lê Thị Vui, Công đoàn Cơ sở Nông trường Hàng Gòn. 3 giải ba thuộc về các thí sinh Nguyễn Thị Kim Liên, Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai, Nguyễn Ngọc Thảo, Công đoàn Cơ sở Cơ quan Tổng Công ty, Phan Thị Hoa, Công đoàn Cơ sở Nông trường Long Thành. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 12 giải khuyến khích, các giải phụ cho thí sinh mặc trang phục áo dài truyền thống đẹp nhất, thí sinh cắm hoa đẹp nhất, thí sinh trả lời câu hỏi xử lý tình huống hay nhất. Các nước sản xuất cao su chủ chốt trên thế giới đã tổ chức hội nghị cao su toàn cầu diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 năm 2017. Kết quả hội nghị là 3 nước sản xuất hàng đầu, Thái Lan, Malaysia và Indonesia quyết định không hạn chế sản xuất mặt hàng cao su. Mặc dù giá cao su đang giảm, nhưng nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng trong tương lai của mặt hàng này. Đó là một trong những lý do khiến các nước sản xuất chủ chốt trên không quyết định cắt giảm sản lượng trong hội nghị vừa qua. Tại hội nghị diễn ra ở Kuala Lumpur từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 vừa qua, nhiều chuyên gia cho biết nếu các phân tích kỹ thuật chính xác, giá cao su chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần và có thể lặp lại mức cao kỷ lục của năm nay vào năm 2018. Hội nghị chỉ ra rằng nhu cầu cao su thiên nhiên thế giới sẽ tăng khoảng 1,2% lên 12,38 triệu tấn trong năm nay, trong khi nguồn cung sẽ tăng khoảng 5% lên 12,88 triệu tấn. Mời quý vị và các bạn đến với diễn biến giá cao su trên sàn giao dịch Tocom trong tuần qua. Giá cao su tuần qua giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2017, giảm từ 4 đến 6%. Sau ngày nghỉ lễ 18 tháng 9, giá cao su kỳ hạn Tocom hợp đồng Benchmark ngày 19 tháng 9 giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần. Giá cao su giao kỳ hạn tháng 2 giảm 4,5 yên hoặc 2% xuống còn 216,7 yên, tương đương 1,94 đô la Mỹ trên 1 kg. Thông tin các nước sản xuất cao su hàng đầu trên thế giới quyết định không cắt giảm sản lượng đã khiến giá cao su ngày 20 tháng 9 giảm phiên thứ tư liên tiếp, chạm mức thấp nhất một tháng, xuống còn 212,1 yên. Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm tăng đã khiến giá cao su Tocom tăng 4,6 yên hoặc 2,2%,
lên 216,8 yên trong ngày 21 tháng 9, khiến nhà đầu tư bớt căng thẳng. Tuy nhiên, phiên cuối tuần ngày 22 tháng 9, giá cao su thiết lập tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2017, giảm từ 4 đến 6%. Giá cao su giao kỳ hạn tháng 2 chỉ còn 210,7 yên trên 1 kg. Với 12 tổ chức công đoàn trực thuộc, gồm 85 tổ công đoàn, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Cao su Chư Bả đã đồng hành cùng những người công nhân tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề, giúp công ty từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống người lao động. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Cao su Chư Bả là đơn vị sử dụng lao động là đồng bào dân tộc thiểu số lớn nhất khu vực Tây Nguyên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với 1.536 người, chiếm 53% tổng số đoàn viên công đoàn trong công ty. Trong nhiệm kỳ qua, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do giá bán cao su liên tục ở mức thấp, ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự linh động trong điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty, sự lắng nghe chia sẻ của các tổ chức đoàn thể, nhất là của tổ chức công đoàn, người lao động trên toàn công ty, đã ổn định đời sống, gắn bó cùng đơn vị. Để đồng hành cùng người công nhân từng bước khắc phục khó khăn trong cuộc sống, nhất là những công nhân đang gặp khó khăn về nhà ở, trong thời gian qua, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Cao su Chư Bả đã không ngừng chú trọng chăm lo đời sống cho công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân ở vùng sâu vùng xa bằng nhiều hình thức. Làm công nhân cao su cho nông trường Hòa Phú được nhiều năm, nhưng chị Rơ Châm Dưng vẫn phải ở trong căn nhà tạm. Bản thân chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, năm nào cũng vượt kế hoạch sản lượng khai thác và luôn chấp hành tốt nội quy quy chế của tổ đội và nông trường. Hoàn cảnh gia đình chị Dưng hết sức khó khăn, thu nhập của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị. Xoay sở cũng chỉ đủ cái ăn, cái mặc. Trước hoàn cảnh éo le của gia đình chị, Công đoàn Công ty quyết định trao tặng gia đình chị căn nhà máy ấm công đoàn trị giá 35 triệu đồng. Hôm nay mình vui lắm, mình được Công đoàn Công ty Cao su Chư Bả cho một căn nhà máy ấm công đoàn. Từ nay mình không còn lo nhà bị dột nữa. Mình xin cảm ơn Công đoàn Công ty đã quan tâm đến gia đình mình. Có nhà rồi, mình sẽ cố gắng lao động để hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà nông trường giao. Thực hiện công văn số 205 CDCS ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Công đoàn Cao su Việt Nam về việc thực hiện nghị quyết số 7CNQ-TLD của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công ty đã chủ động đưa nội dung đảm bảo bữa ăn giữa ca của người lao động vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể. Phối hợp với Trung tâm Y tế Công ty tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động, thông qua công tác kiểm tra sức khỏe và tập huấn công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho 250 lượt đầu bếp trực tiếp nấu ăn giữa ca cho người lao động, với tổng số kinh phí 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động, Công đoàn Công ty đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn, nông trường và xí nghiệp, tổ chức nhiều đợt tập huấn cho người công nhân về công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo hộ lao động để người công nhân có đầy đủ kiến thức về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia làm công nhân cao su. Đồng hành và chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn của công nhân lao động trong công ty, những hoàn cảnh cơ nhỡ trong xã hội, những trẻ mồ côi, Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức cho cán bộ công đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần tiền để người công nhân xoay sở, trang trải những khó khăn trong cuộc sống, cùng các cháu ở trung tâm bảo trợ xã hội, những trẻ mồ côi bớt phần khó khăn. Chúng tôi tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở là nơi hoạt động, lấy đối tượng đoàn viên công đoàn là nơi vận động và tuyên truyền giáo dục để thực hiện tốt là nghị định 60 của chính phủ đến người lao động, được người lao động nhận thức rõ về tình hình khó khăn chung kinh tế trong nước và kinh tế thế giới. Từ đó, đoàn viên công đoàn và người lao động được ổn định lao động sản xuất, giải quyết các cái chế độ chính sách đúng, đủ và kịp thời theo quy định để ổn định cuộc sống, thu nhập của người lao động và triển khai thực hiện nghị quyết 6A là phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ giá mổ xuống thấp
Như vậy là theo chúng ta biết, chúng tôi cũng tập trung quan tâm về tiền lương của người lao động, tiền thưởng. Do vậy là tư tưởng của người lao động là được ổn định sản xuất. Chúng tôi giải quyết là tiền lương cho người lao động, tuy rằng giá mũ ban sốc là bình quân 5 năm qua là bình quân là 5,5 triệu đồng trên người một tháng. Hưởng ứng tháng công nhân hàng năm do Công đoàn Cao su Việt Nam phát động, công đoàn công ty đều có những hoạt động thiết thực, bổ ích, thực hiện tuyên truyền giáo dục cho công nhân lao động về lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống của đội ngũ công nhân cao su Việt Nam và lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Tổ chức thăm và tặng quà cho 455 công nhân lao động nghèo, 75 công nhân bị tai nạn lao động, xây dựng 4 nhà ở mái ấm công đoàn và triển khai chương trình ánh sáng công đoàn tại 12 công đoàn cơ sở với tổng số kinh phí 500 triệu đồng. Kết thúc đợt phát động tháng công nhân, công đoàn công ty tổ chức sơ kết và đề nghị khen thưởng cho 75 cá nhân và 35 tập thể với tổng số tiền 78 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn công ty còn thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để người công nhân có sân chơi, giao lưu giữa các đơn vị, phòng ban. Từ đó giúp người lao động có động lực phấn đấu thi đua trong lao động sản xuất. Bằng cái công việc cụ thể như là trong thời gian vừa qua thì đã tổ chức thực hiện tốt việc quy chế dân chủ tại cơ sở, thường xuyên kiểm tra các cái chế độ chính sách liên quan đến người lao động như là các chế độ ăn dừa ca, độc hại, rồi thăm ốm các công nhân mà đau ốm, hiếu hỉ, ma chay. Ngoài ra thì công đoàn nông trường cũng tổ chức khám sức khỏe, phối hợp với trung tâm y tế là khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Rồi tổ chức thăm hỏi những công nhân có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Đặc biệt trong năm 2017 thì được sự quan tâm của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty thì Công đoàn Nông trường đã đề xuất đề nghị để mà xây nhà máy ấm công đoàn cho một công nhân tại nông trường. Không chỉ chăm lo đến đời sống cho người công nhân, công ty và công đoàn công ty còn khuyến khích và tạo điều kiện cho công nhân phát triển kinh tế gia đình. Công đoàn các cấp đã chủ động đề xuất với chính quyền triển khai nghị quyết 6A và động viên người lao động tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình như nuôi heo, bò, trồng thêm cà phê, điều, tiêu, rau sạch. Đặc biệt là công tác trồng xen canh các loại cây ngắn ngày và dài ngày theo hướng dẫn của tập đoàn như khoai lang, các loại cây họ Đậu để cải thiện đời sống. Thu nhập từ kinh tế gia đình của người công nhân trong công ty đạt từ 50 đến 70 triệu đồng một hộ một năm, nhiều hộ đạt 200 đến 250 triệu đồng một hộ một năm. Điển hình như gia đình anh Phạm Đình Dương, công nhân nông trường Gia Phú, gia đình chị Siêu Một, công nhân khai thác tổ 2, đội sản xuất cao su xã Gào, gia đình anh Rơ Cham Bu A, công nhân nông trường Hòa Phú. Cùng với việc thường xuyên thăm hỏi đời sống người lao động, công đoàn công ty cũng không quên chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh nặng mà công ty đã nhận phụng dưỡng. Thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, hàng năm công đoàn đều phối hợp với công ty, trung tâm y tế công ty đến thăm tặng quà và kiểm tra sức khỏe cho các mẹ, các thương bệnh binh. Với phương châm, điều gì có lợi cho người lao động đều được ưu tiên thực hiện, các cấp công đoàn đã tham gia cùng chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% công nhân viên chức lao động. Bên cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ của trung tâm y tế. Công ty còn nâng cấp trụ sở làm việc, trang cấp nhiều thiết bị y tế hiện đại nhằm tăng cường khả năng khám chữa bệnh tại chỗ cho người lao động. Nhiệm kỳ qua, công ty đã tổ chức khám sức khỏe cho 15.300 lượt người lao động, đạt tỷ lệ 92%, với tổng số kinh phí 495 triệu đồng. Với tinh thần đạo lý lá lành đùm lá rách, trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, tập thể cán bộ công nhân lao động và đoàn viên công đoàn toàn đơn vị đã bớt chút thu nhập, nhường cơm sẻ áo, chia sẻ với những hoàn cảnh không may, đã xây dựng được 2 căn nhà tình nghĩa và 3 công trình dân sinh làm nơi sinh hoạt cho người nghèo nơi biên giới, trị giá 4 tỷ đồng. Hỗ trợ chương trình ánh sáng công đoàn tại nông trường Hà Tây, hỗ trợ chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các xã Hà Tây, Đắc Tơ Vè, xã Gia Pích, xã Gào trên 5 tỷ đồng, xây dựng nhà tưởng niệm tại xã Gia Phí trị giá 2 tỷ đồng và phụng dưỡng suốt đời ba mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số kinh phí 15 tỷ đồng. Trong thời gian qua, công ty CRCK nhóm cán bộ công nhân viên của công ty đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ. Trong cái sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó thì có như vậy sự động viên rất lớn nào từ như vậy là công đoàn công ty cao su Chư Bản. Mặc dù là đặc thù là thống kiến nước bạn Campuchia,
thế nhưng mà được sự động viên rất là kịp thời, giúp đỡ rất nhiều của công đoàn, nên là cán bộ cũng như người dân phấn khởi, và đặc biệt là trong những cái thời gian mà như vậy là những cái ngày lễ Tết như là với điều kiện xa nhà, nhưng với được sự động viên đó thì anh em rất phấn khởi, yên tâm công tác. Phải xây dựng được nghị quyết cụ thể hóa là từng năm theo chương trình, xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa của nhiệm kỳ, xây dựng quy chế phối hợp giữa ban tổng giám đốc công ty với ban thường vụ công đoàn, ban chấp hành công đoàn cứ thường xuyên trao đổi mọi công việc hoạt động của công ty và thực hiện đủ chức năng của công đoàn. Cái thứ nhất là chúng tôi là tham gia quản lý, cái thứ hai tuyên truyền giáo dục tư tưởng của người lao động, cái thứ ba là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, cái thứ tư là kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, tăng cường tổ chức cái hoạt động công đoàn từ cấp tổ đến cấp trung trường chuyên nghiệp, vân vân, là xây dựng nghị quyết của đại hội cái lần này là cụ thể hóa từng năm một. Với khẩu hiệu hành động đổi mới toàn diện, sáng tạo vì quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công nhân viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bà trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong nhiệm kỳ mới, công đoàn công ty tiếp tục phát huy truyền thống của giai cấp công nhân ngành cao su nói chung và công ty nói riêng, tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích đoàn viên, vì sự phát triển bền vững của công ty, chăm lo tốt nhất cho đời sống người lao động để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhà cửa khang trang. Phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin tuần này của tạp chí Cao su Việt Nam. Bản tin được phát định kỳ hàng tuần trên trang tin điện tử tạp chí cao su.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.